Giờ lội tới vũng này. Vũng này có một con cá lóc à. Dũng này nó đâu có ra vô được đâu, có con gì ở. Thì chỉ có nước ngập con cá lóc nó mới vô á. Chụp chụp. Mới ngập mấy ngày nay nữa không biết còn không à. Tôm hay cá? Tôm. Bún xuống dưới rồi, bún xuống dưới rồi. Có rồi, mồi đó rồi. Vậy là con cá lóc đi luôn rồi. Có tôm à. Nó sống hồi nhỏ rồi, sống lâu rồi. Con cháu sống hồi nhỏ rồi. Có nước là có cá rồi, có tép à. Đúng đậu. Ngoài đó đó, ngay chỗ đó mò đó đó. Có con cá lóc là nó lên rồi chứ gì. Thì có miếng lưới thả lâu rồi. Chưa tép được. Tép cá rồi đó. Ngồi vậy là cá lóc đi luôn rồi. Trời ơi. Có con cá lóc là nãy giờ ấy rồi. Mất cá lóc luôn rồi. Nước ngập nó đi luôn rồi. Đó con gì á? Ồ, dính được con. Ồ, dính được con. Khá. Ồ. Được, được. Rồi, hết. Có nước rồi, có tôm rồi.
Rồi lọt hóc luôn rồi. Rồi hết xong. Dũng này được một con tôm. Còn cá lóc đi bắt bà nữa rồi. Mới nước ngập có 2 bữa 3 bữa. Hôm hổm bữa đêm tát vừa thấy nó trong này ha. Chạy đi có một chút xíu trở lại là nó ra rồi tới mấy sông mẹ nè. Nó đi phải nói thì ghê thiệt. Hết rồi. Có nhiêu đó à. Đây là bộ đồ nghề. Cái này mua nhiêu? Cái này mua nhiêu bộ? Cái cục đó đó hả? Cục tăng phô vậy hả? Cục này có từ mấy à, mua bình bình. Dây. Nhiêu đây 2 triệu bạc. Đi ngày. Nếu quốc bộ đồ nghệ nhiêu đây không cả 2 triệu rồi. Chứ không phải có cái bình không hả? À? Không, cái cục này nó biến điện rồi. Dạ yeah, hả? Ồ, quả lưng luôn. Tiếp tục.